Đại tướng Đỗ Cao Chí đã ngỏm ra sao trong canh bạc tranh giành quyền lực của giới Chóp Bu Việt Nam Cộng Hòa? Đỗ Cao Chí sinh năm 1929, mất năm 1971, là một tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc trung tướng. Đỗ Cao Chí xuất thân từ trường sĩ quan võ bị do chính quyền thuộc địa Pháp mở ra ở Nam phần Việt Nam. Khi viên tướng của chính quyền Sài Gòn này đã thành người thiên cổ, bộ máy tuyên truyền của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã mở hết công suất để ca tụng ông ta lên tận mây xanh. Tất cả chỉ là hư danh. Đỗ Cao Chí có đời sống cá nhân bị nhiều tai tiếng. Ông ta có lối sống xa hoa, ngang tàn và rất giàu có. Hai thượng nghị sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã gọi ông ta là tham nhũng trắng trợn khi tố cáo ông ta có chân trong một đường dây buôn lậu tiền tệ ở Hồng Kông. Ông ta nổi tiếng chẳng qua vì đã tử nạn trong một trường hợp mờ ám đầy tranh cãi. Quân hàm đại tướng được truy thăng sau khi ông ta chết cũng chỉ để là bịt miệng dư luận, che đậy bớt những âm mưu đen tối trong canh bạc tranh giành quyền lực của giới quân sự Chóp Bu ở miền Nam. Đỗ Cao Chí sinh ra trong một gia đình điền chủ lớn tại làng Bình Trước, Biên Hòa, miền đông Nam phần Việt Nam, là cháu nội của một vị quan lại nhà Nguyễn. Thân sinh ông ta là Đỗ Cao Lụa, một điền chủ giàu có tại làng Bình Trước, Biên Hòa. Do gia đình có điều kiện khá giả nên thời niên thiếu, Chí được học ở các trường danh tiếng dạy theo giáo trình Pháp, trường tiểu học Nguyễn Du, Biên Hòa, trường trung học Lê Xê Petrus Ký, Sài Gòn. Năm 1947, Chí tốt nghiệp trung học phổ thông với văn bằng tú tài bán phần. Hầu hết tú tài bán phần 2 ở trường Petrus Ký Sài Gòn năm 1947, Đỗ Cao Chí gia nhập quân đội Pháp, theo học trường sĩ quan nước trong, khóa Đỗ Hữu Vị tại Biên Hòa. Sau đó, ông ta được gửi sang Pháp đào tạo sĩ quan thiết giáp SAMU, tiếp đến là sĩ quan nhảy dù tại Pau. Tháng 6 năm 1948, mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Ra trường, Đỗ Cao Chí được chọn đi du học khóa bộ binh tại trường thực tập bộ binh Auvost Pháp. Tháng 10 về nước, ông ta gia nhập binh chủng nhảy dù và đi du học tiếp khóa căn bản nhảy dù tại trung tâm huấn luyện nhảy dù Pau ở Pháp. Tháng 2 năm 1949, mãn khóa về nước, phục vụ trong đơn vị nhảy dù của quân đội Liên Hiệp Pháp. Đỗ Cao Chí được biết đến như một trong năm đại tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm và Cao Văn Viên. Báo chí miền Nam từng ca ngợi ông ta như một thiên tài quân sự, ngang tầm với danh tướng Patton của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Thực tế, suốt cuộc đời cầm quân, Đỗ Cao Chí chưa hề đánh đấm một trận nào nên cơm nên cháo, trong khi ông ta chỉ giỏi quan liêu, giỏi buôn lậu, tham ô và nhảy đầm. Cái tên Đỗ Cao Chí gắn chặt với hai lần thảm bại khi xua quân sang chiến trường ngoại biên Campuchia mà tổn thất chẳng thua kém gì trận Hạ Lào năm 1971 và mùa hè đỏ lửa năm 1972. Mặc dù vậy, Chí vẫn được đánh giá là có năng lực so với các tướng Việt Nam Cộng Hòa khác, vốn có rất nhiều người bị xem là vô dụng. Năm 1950, cùng với sự ra đời của quân đội quốc gia, đại đội nhảy dù biệt lập được thành lập ở Bắc Việt. Đỗ Cao Chí được thăng cấp trung úy và làm trung đội trưởng trong đại đội này do đại úy Nguyễn Khánh làm đại đội trưởng. Tháng 5 năm 1951, khi đại đội biệt lập nhảy dù được nâng lên cấp tiểu đoàn trưởng, ông ta là đại đội trưởng của một trong ba đại đội thuộc tiểu đoàn 1 nhảy dù Tân Lập, vẫn do đại úy Nguyễn Khánh làm tiểu đoàn trưởng. Ngày 1 tháng 7 năm 1952, chính thức chuyển biên chế sang quân đội quốc gia, ông ta được thăng cấp đại úy và chuyển đi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 19 Việt Nam. Đầu năm 1953, ông ta được cử đi học lớp chỉ huy chiến thuật tại Trung tâm Huấn luyện Chiến thuật Hà Nội. Ngày 16 tháng 6 cùng năm, Chí được thăng cấp thiếu tá tại nhiệm. Đầu năm 1954, tiểu đoàn 18 Việt Nam di chuyển về Chí Hòa, Sài Gòn để bổ sung và trang bị thêm. Sau đó, cải biên thành tiểu đoàn 6 nhảy dù, trực thuộc Liên đoàn Không quân vận số 2 nhảy dù và ông ta trở thành người chỉ huy đầu tiên của tiểu đoàn. Tháng 9 năm 1954, Đỗ Cao Chí được gắn lon thiếu tá, chỉ huy tiểu đoàn 6 nhảy dù quân đội quốc gia Việt Nam. Rất nhanh, đến tháng 11 năm 1955, ông ta đã leo lên đại tá, nghiễm nhiên được đặt vào vị trí chỉ huy đầu tiên của binh chủng dù mới thành lập. Tháng 9 năm 1956, Chí lại được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu 3. Hai năm sau, Đỗ Cao Chí làm tham mưu trưởng quân đoàn 1 trước khi sang Mỹ du học trường chỉ huy và tham mưu lục quân Hoa Kỳ ở Fort Leavenworth. Năm 1961, Đỗ Cao Chí được chỉ định chỉ huy trường hạ sĩ quan Đồng Đế tại Nha Trang. Đến tháng 7 năm 1963, Chí được Ngô Đình Diệm phong hàm thiếu tướng, làm tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, kiêm nhiệm xử lý thường vụ tư lệnh quân đoàn 1. Và chỉ 4 tháng sau đó, dù không có công trạng gì, Đỗ Cao Chí vẫn được những kẻ cầm đầu cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm hào phóng phong hàm trung tướng và cho làm tư lệnh quân đoàn 1 kiêm vùng 1 chiến thuật, sau đó chuyển sang làm tư lệnh quân đoàn 2 vùng 2 chiến thuật. Khi Nguyễn Văn Thiệu thâu tóm quyền lực, ông ta không mấy ưa thích tính cách xa hoa và kiêu căng của Đỗ Cao Chí.
sau cuộc đảo chính bất thành do tướng Dương Văn Minh cầm đầu diễn ra ngày 13 tháng 9 năm 1964. Thiệu nghi ngờ Chí có dính líu, cộng thêm dư luận bàn tán xôn xao Chí là con hạm tham nhũng và buôn lậu tiền tệ. Vì thế, ngày 14 tháng 9 năm 1964, Nguyễn Văn Thiệu đã ký quyết định giải nhiệm Chí. Một năm sau cho xuất ngũ, chuyển sang làm đại sứ tại Hàn Quốc, một kiểu buộc lưu vong trá hình. Nhiều nhà bình luận cho rằng Đỗ Cao Chí đã không còn cả dũng khí lẫn lòng tự trọng để từ chối khi vẫn răm rắp tuân hành lệnh của Thiệu. Chẳng qua, ông ta cũng chỉ là kẻ hám danh, hám lợi, tham quyền, cố vị. Hồi còn mang lon trung úy, trong một lần tham dự chuyến nhảy dù bồi dưỡng tại Thủ Dầu Một, dù có Đỗ Cao Chí bị gió quấn rớt cho nhóc nhà của đông y sĩ lừng danh Võ Văn Vân. Nhờ đó, Chí có cơ hội làm quen với Võ Thị Phương Lan, con gái cụ Vân và thành vợ thành chồng. Có với nhau hai người con, một trai và một gái. Nổi tiếng háo sắc, đa tình và tham tiền. Không bao lâu, Chí đã ly dị vợ để sống chung với bà, ký bếp tờ Nguyễn, chủ hãng con số 5 phim danh tiếng, sinh thêm được ba con gái. Bà này rồi cũng chia tay bởi không chịu nổi tính trăng hoa của ông ta. Cuối cùng, Đỗ Cao Chí ngoại tình với bà Nguyễn Kim Chi, nguyên là vợ của dược sĩ Vũ Huy Tân ở Nha Trang. Bà này bỏ chồng để lấy Chí và có thêm một con gái. Ngoài ba người vợ chính thức đó, Chí còn rất nhiều tình nhân khác. Cái đau của dược sĩ Vũ Huy Tân là không những đã bị vợ phản bội mà các con của ông ta còn chuyển sang mang họ Đỗ. Ngoài ba người vợ chính thức đó ra, không ai có thể biết có bao nhiêu người đàn bà trong đời Đỗ Cao Chí theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Các tướng trao cho Trần Văn Đôn một danh sách dài gồm tên họ các bà và các cô và bảo: "Có phải đây là tên họ các nhân tình của anh? Chúng tôi nhận thấy anh thiếu tác phong. Chúng tôi nghỉ 15 phút để anh coi kỹ rồi trả lời." Ông Đôn đọc qua, trả lời rằng một số tên đúng là nhân tình của ông ta, một số tên chưa hề quen biết, có thể là nhân tình của ai đó đang ngồi ở đây. Cả phòng họp ồ cười. Đỗ Cao Chí nói: "Nếu ngày nào tôi ngồi vào ghế của Trung tướng Đôn thì không phải là một tờ giấy như vậy mà là chở một xe." Ý ông Chí bảo nếu có điều kiện như ông Đôn, danh sách tình nhân của ông ta sẽ nhiều tới nỗi phải dùng xe quân sự mới tải hết. Sau hai đợt tổng công kích và nổi dậy Tết Mậu Thân, Trần Văn Hương đang là Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa đã đứng ra bảo lãnh đề nghị Nguyễn Văn Thiệu dùng lại Đỗ Cao Chí. Thiệu chấp nhận cho Đỗ Cao Chí tái ngũ trong chức vụ tư lệnh quân đoàn 3 kiêm vùng 3 chiến thuật. Đây chính là giai đoạn để người ta nhìn nhận một cách chính xác tài năng quân sự của Đỗ Cao Chí. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, Lonnon phế truất Sihanou. Ai cũng biết, người Mỹ là đạo diễn của biến cố này nhằm biến Campuchia thành sân sau của họ tại chiến trường Việt Nam. Cầm quyền, Lonnon không đủ sức đối phó với áp lực của Khmer Đỏ. Nam Vang không đứng vững thì kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ sẽ gặp nhiều trở ngại. Lập tức, Tổng thống Nixon đã bật đèn xanh cho Nguyễn Văn Thiệu đưa quân lực Việt Nam Cộng Hòa thọc sâu vào lãnh thổ Campuchia nhằm triệt hạ đầu não và căn cứ hậu cần quan trọng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đồng thời giúp chính quyền Lonnon trụ vững. Tất nhiên, quân đội Mỹ không thể trực tiếp hành quân sang Campuchia. Nhiệm vụ chỉ huy quân Việt Nam Cộng Hòa thọc sâu được trao cho Đỗ Cao Chí toàn quyền lên kế hoạch và tổng chỉ huy chiến trường. Chiến dịch này là một loạt các cuộc hành quân quy mô được mang tên Toàn Thắng, mà khởi điểm là cuộc hành quân Toàn Thắng 42 mở màn vào sáng 29 tháng 4 năm 1970. Lực lượng tham chiến lên đến cấp quân đoàn bao gồm chiến đoàn đặc biệt 318 với trung đoàn 43 và trung đoàn 48 của sư đoàn 18 bộ binh, cộng thêm thiết đoàn 18 kỵ binh, còn 100 khẩu pháo vừa 105 đến 155 ly. Chiến đoàn 333 với 4 tiểu đoàn biệt động quân, 1 thiết đoàn kỵ binh và hơn 50 khẩu pháo. Lữ đoàn 3 kỵ binh, ngoài ra còn có 2 sư đoàn 5 và 25 bộ binh ứng trực phía sau để sẵn sàng tăng cường. Kế hoạch của Đỗ Cao Chí vạch ra rất đơn giản, chỉ biết ta mà không biết địch. Ông ta cho 2 chiến đoàn 318 và 333 theo thế gọng kìm yểm trợ lẫn nhau tiến sâu vào nội địa Campuchia. Mục tiêu là đồn điền Cao Su Chun rộng 180 km2 thuộc tỉnh Savarieng. Theo tính toán chủ quan của Đỗ Cao Chí, địa thế trên trục tiến quân không có núi non hiểm trở, chỉ cần giữ vững đội hình rồi dùng ưu thế không quân tiêu diệt đối phương. Ông ta còn nhận định chiến đoàn 318 với 2 trung đoàn bộ binh làm chủ lực không thể thiện chiến bằng chiến đoàn 333 biệt động quân. Do đó, nó sẽ được quân giải phóng chiếu cố nhiều hơn. Vì thế, chỉ đã ưu tiên hỏa lực yểm trợ cho cánh quân này, dùng nó như một thứ mồi nhử để dẫn dụ quân giải phóng vào trận địa mà Chí đã chọn sẵn. Hai tuần lễ đầu tiên chỉ xảy ra những cuộc chạm súng lẻ tẻ nhưng cũng đủ làm chậm bước tiến của cả hai chiến đoàn. Đến cuối tháng 5 năm 1970, công trường 7 quân giải phóng bắt đầu phản kích lớn, không nhắm vào chiến đoàn 318 bộ binh mà tấn công vũ mặt chiến đoàn 333 biệt động quân. Từ đoàn 39 biệt động quân bị xé ra từng mảnh, phần lớn cấp chỉ huy đều bị tử trận. Không thể xác định vị trí nên không quân không thể can thiệp hiệu quả. Ngày 29 tháng 5, Đỗ Cao Chí ra lệnh cho Đại tá Trương Văn Phúc, chiến đoàn trưởng 333,
đưa hai tiểu đoàn biệt động quân còn lại và một thiết đoàn kỵ binh đến tiếp viện. Trận đánh khốc liệt kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Cả hai bên đều thiệt hại nặng, nhưng quân giải phóng chiếm thế thượng phong, dồn chiến đoàn 333 với toàn bộ thiết xa vận xuống một đầm lầy và phải chịu chôn chân ở đó trong thế tuyệt vọng. Nhờ không quân can thiệp kịp thời, chiến đoàn này mới khỏi bị xóa sổ, nhưng không còn khả năng tác chiến. Buộc lòng Đỗ Cao Chí phải ra lệnh cho chiến đoàn 318 bộ binh hủy cuộc hành quân về đồn Điền Trúc, quay sang tiếp cứu. Đến lượt chiến đoàn 318 lại tiếp tục bị tấn công, không thể tiếp cận để phối hợp với chiến đoàn 333. Cuối cùng, lợi dụng đêm tối, chiến đoàn 333 đã mở một con đường máu để thoát thân, bỏ lại phần lớn chiến cụ. Đa số binh sĩ tử trận và bị thương, số còn lại đưa tay đầu hàng. Hai trung đoàn 43 và 48 của chiến đoàn 318 hầu như bị xóa sổ, sau đó phải ngưng hoạt động một thời gian dài để tái trang bị và bổ sung quân số. Cùng thời điểm, Đỗ Cao Chí còn bị một số thượng nghị sĩ và dân biểu công khai tố cáo tại nghị trường về hành vi tham nhũng và buôn lậu ngoại tệ qua đường Hồng Kông. Người ta còn nói rõ việc Chí dùng trực thăng để chở những tượng Phật, tượng thần bằng vàng và những đồ quý hiếm mà Chí đã đánh cắp tại các chùa chiền, đền đài của Vương quốc Campuchia đem về Việt Nam làm của riêng. Gần một năm sau, Đỗ Cao Chí lại được giao tổng chỉ huy cuộc hành quân mang tên Toàn thắng 45, khai diễn đầu tháng 1 năm 1971. Lần này, quân số hùng hậu hơn với lực lượng xung kích là lữ đoàn 3 kỵ binh của quân đoàn 3, 3 chiến đoàn 35, 333 biệt động quân, chiến đoàn 318 bộ binh và chiến đoàn 315 kỵ binh. Sáng mùng 4 Tết năm 1971, Đỗ Cao Chí ban lệnh vượt qua biên giới Campuchia tiến tới Koh Lech, dọc quốc lộ 7 để trực chỉ Kompon Cham. Mục tiêu chính vẫn là đồn Điền Chum. Chí đã lớn tiếng tuyên bố sẽ phục hận cho cuộc hành quân toàn thắng 42. Khi những đơn vị tiền tiêu của Đỗ Cao Chí tiến đến thị trấn Suông, một huyện lỵ của tỉnh Kompon Cham, thì quân giải phóng chặn đánh ác liệt. Ngồi trên trực thăng chỉ huy, Đỗ Cao Chí ra lệnh cho các chiến đoàn trưởng bằng mọi giá phải tiến nhanh đến Chup. Đến chiều tối, khi chiến đoàn 5 bị động quân vừa dừng chân phía nam đồn Điền Đam Bê, thì bị quân giải phóng vận động từ xa tới bao vây và tấn công mọi mặt. Liên lạc vô tuyến bị tắc nghẽn, Đỗ Cao Chí ra lệnh cho tiểu đoàn 30 bị động quân của thiếu tá Phan Văn Sảnh và chiến đoàn thiết vận xa M113 của thiếu tá Nguyễn Văn Ron phải đến tiếp cứu cho tiểu đoàn 38 bị động quân. Nhưng cả hai viên thiếu tá này đã tử trận một ngày sau đó, đủ cho thấy chiến đoàn 5 đã bị thiệt hại nặng nề như thế nào. Cả một đạo quân to lớn bỗng chốc đã bị san lầy tại Đam Bê. Chưa đưa ra được kế hoạch nào để giải cứu quân sĩ, thì ngày 23 tháng 2 năm 1971, trên đường từ Biên Hòa bay xuống bộ chỉ huy tiền phương quân đoàn 3 tại Tràng Lớn, dù là tướng chỉ huy mặt trận, nhưng hàng đêm Chí vẫn ngủ ở tư dinh sang trọng. Sáng lại bay đến Tây Ninh, thì trực thăng của Đỗ Cao Chí phát nổ, đâm đầu xuống đất. Ông ta và một số sĩ quan tham mưu chết ngay tại chỗ. Theo thông báo của người phát ngôn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thì động cơ trực thăng bị hỏng. Nhưng dư luận lại cho rằng đó là một vụ mưu sát do tranh giành quyền lực của chính quyền Sài Gòn. Bi kịch là khi lên kế hoạch hành quân, Đỗ Cao Chí không hề đưa ra phương án triệt thoái trong trường hợp bị sa lầy. Vì thế, Trung tướng Nguyễn Văn Minh lên thay, loay hoay hết một tuần không tìm ra được biện pháp giải cứu cho cả một quân đoàn đang bị 3 công trường 579 quân giải phóng vây khốn. Cuối cùng, tham khảo ý kiến của Nguyễn Văn Thiệu, tướng Minh đã ra lệnh rút lui mà không hề soạn một chiến thuật lẫn hành trình cụ thể nào. Lui quân trong thế hoảng loạn, có mơ cũng không thể nào bảo toàn được lực lượng. Chiến đoàn 5 biệt động quân do Đại tá Nguyễn Văn Đương chỉ huy từ Cho Long rút về Bắc đồn Điền Đam Bê đã bị chặn đánh tơi tả. May nhờ chiến đoàn 315 kỵ binh của Trung tá Nguyễn Văn Đồng tiếp cứu mới tránh được xóa sổ. Nhưng cả hai chiến đoàn đều chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, chiến đoàn 333 biệt động quân đang chặn đóng tại phía nam Đam Bê cùng lữ đoàn 3 thiết kỵ cũng bị tấn công mà không thể nào rút ra được, đánh co cụm lại chịu trận và tổn thất chẳng kém. Không thể để cho một quân đoàn của mình bị tan vỡ. Sáng hôm sau, hàng loạt pháo đài bay B-52 đã liên tục dội bom xuống trận địa để giải vây. Nhờ đó, quân đoàn 3 mới tìm được con đường sống, tháo chạy về nước trong thất bại ê chề. Người ta đã quy trách nhiệm cho Trung tướng Nguyễn Văn Minh, cho rằng ông ta là kẻ bất tài. Nhận định này không sai, nhưng không thể nói rằng Đỗ Cao Chí là kẻ vô can, bởi ông ta mới đích thực là tác giả của chiến dịch. Và thực tế, tổn thất và sự thảm bại của chiến dịch này đã xảy ra trước khi Nguyễn Văn Minh miễn cưỡng bị đẩy ra thay thế vai trò tư lệnh của Đỗ Cao Chí. Ngày 23 tháng 2 năm 1979, Đỗ Cao Chí bị tử nạn phi cơ trực thăng tại Tràng Lớn, Bắc Tây Ninh, trong khi đang bay thị sát chiến trường trong cuộc hành quân toàn thắng 1-71. Chiếc trực thăng UH-1 phát nổ và bốc cháy sau khi cất cánh từ trung tâm hành quan của quân đoàn 3 tại Tây Ninh được 10 phút. Không rõ nguyên nhân chiếc trực thăng phát nổ, Chí tử nạn tại chỗ khi 42 tuổi. Về sau có tin đồn cho rằng Chí bị mưu sát do sự tranh giành quyền lực từ các tướng lĩnh trong quân đội Sài Gòn, bởi chiếc trực thăng phát nổ quá đột ngột không rõ nguyên nhân.
Nếu bị súng phòng không bắn trúng thì trực thăng sẽ không phát nổ ngay và phải có tín hiệu thông báo khẩn cấp qua phi công. Anh ruột của Đỗ Cao Trí là nha sĩ Đỗ Cao Minh cho biết rằng Đại tá Chiêm, phụ trách ban an ninh phủ tổng thống, từng thuật với Đỗ Cao Trí như sau. Sáng hôm đó, ký giả tuần báo New York, ông Phan Costoli gặp tổng thống Thiệu đúng 8 giờ, sau đó gặp trung tướng Đỗ Cao Trí lúc 9 giờ để đi cùng thị sát mặt trận Campuchia. Theo thông lệ, Sully phải để hành lý xách tay lại văn phòng bí thư hay tùy viên, lúc về thì lại cầm theo. Không hiểu giữa thời gian đó có ai gài bom nổ chậm trong cặp không. Sau khi tai nạn xảy ra, tổng thống Thiệu cùng phu nhân đến dự lễ tẩm liệm. Trong buổi lễ, Thiệu thay mặt chính phủ và quân đội truy thăng cho ông ta cấp bậc đại tướng. Xem ra dù lắm thị phi nhưng chính cái chết bất ngờ lại giúp Đỗ Cao Trí tránh được trách nhiệm và sự oán thán vì tội để xảy ra thảm bại lớn hàng ngàn mạng binh sĩ. Hơn thế nữa, ông ta còn được truy phong đại tướng, được bơm lên mây như một người hùng.